Tí nào lấy cái dao chặt nữa. Để được không? Và đây là địa điểm để anh em mình nướng đồ ăn. Review cho các bạn coi. Đây là con gà anh em mình đã chuẩn bị cho buổi chiều. Ok, bây giờ anh em mình đang nhóm lửa nha mọi người. Đây là món nước chấm của mình đây. Mình bây giờ hiện tại là 17 cho đến 18 độ C, nhiệt độ cũng rất là lạnh. Mà anh em mình lại thích ngồi nhậu, cái cảm giác mà ngồi mà gió đành lạnh mà ngồi gần bếp lửa như thế này mà xé từng miếng gà ra thì thật sự là nhức máy đấy. Vậy thôi nhưng thật sự rất là cái thằng này cắn mất miếng đuôi rồi Thiên. Mình cắt thôi. Ôi trời ơi. Quá. Thôi quá. Thôi quá các bạn ơi. Thơm. Người chạy quá rồi. Đây, mọi người có thể thấy đây là em gà của anh em mình nướng nãy giờ đây. Tuy hơi bị xem xé một xíu nhưng mà thực sự là bên trong nó vẫn rất là ngon và ngọt nha mọi người, mặc dù là chưa ăn. Đây, thôi không làm mất thời gian nữa, anh em mình sẽ bắt đầu thịt. Lật nữa ra. Xé phay phay ra trước đi. Mày kéo phát kịn đô thế chứ. Rồi. Thế ăn đại đi. Chết đó. Thôi mai nhập ngủ rồi chú ăn cái đùi đó đi. Mốt đây. Mốt à? Thứ hai là ngày đầu tuần. Mẹ cố gắng trong ngoan. Nó ngồi hồi cái nóng ghê luôn. Chà. Chả cuồng quá. Anh em mình nướng nãy giờ lâu quá rồi, đứa nào cũng đói bụng nên chưa, chỉ muốn ngồi đây thôi. Úi chà, cho anh cái miếng này. Cơn nóng ấy, chứ chỉ hơi ấy nha. Hôm nay anh em mình sẽ ăn món gà tái. Con đỏ. Đã quay bao giờ ăn? Thì ăn đây đi. Anh em mình tính ăn ăn gà uống rượu nhưng mà thôi muộn rồi. Uống rượu nó mệt. Xin lỗi anh em gà. Cũng vì đói quá nên là anh em mình hơi vội vàng nên gà nó vẫn đang còn hơi tái tái. Có bệnh bên không á? Chắc thì muốn nào được. Ăn thì cũng được nhưng mà thôi, cũng vì sức khỏe. Thôi, anh em mình thống nhất nướng lại. Trong lúc chờ đợi bọn nó nướng lại gà thì anh em mình tận hưởng. Uống vài các bạn gà cho nó mát. Ok. Trời này mà mát cái gì nữa. Sửa qua các bạn này. Một con vịt xé ba hai cái cánh. Vì mình anh em mình máu ăn quá, nướng vội nướng vàng chưa chín. Tại vì thời tiết giờ cũng lạnh, thằng nào cũng đói. Đó là cái giá phải trả. Bữa có các bạn ạ. Chẳng có ai gì để ăn. Hai thằng này nó nướng mà nó còn ganh tị nữa mà. Mình ở trong mình nghe nó nói cái câu gì mà không làm mà cứ đòi ăn thì ăn cái đầu bùi cứt. Các thành viên các chú nướng cho anh xíu với cái gì đâu mà ghê gớm vậy. Là gì ăn trên nọ 19 nha. Em cũng có nói gì đâu anh. Anh em mình ngồi chờ trong mòn mỏi. Đói quá. Đây là một chiếc đùi nó ăn hết rồi, nó rang mang ra nướng. Và đây một chiếc đùi còn nguyên. Nhanh 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 không ra được. Đây, cầm cái điện thoại đáp bắt. Có gà ăn cho các bạn ơi. Có gà ăn cho các bạn. Cái con gà giờ có vẻ hơi bị đẹp ha. Phụng giơ lên cho anh coi cái Phụng. Gà con gà. À, gà này là gà cái gì? Gà đen đen, ta gọi gà gì ta? Gà đông tảo nhá. Không. Gà đen á. Gà ác. À, gà ác đúng rồi.
Đây là đồng chí ngày mai đi nghĩa vụ, bây giờ mình giới thiệu hơi bị nhiều. Thứ hai anh, cứ lộn thứ hai. Thứ hai. Anh có hai ngày vui chơi trên cuộc đời này nữa thôi. Vui chơi ở đây nữa thôi. Anh. Ăn đi. Anh ngồi chơi quay video làm kỷ niệm cho mấy chú thôi chứ. Kỷ niệm gì tầm này nè anh? Thằng này có người yêu nhưng mà người yêu bỏ rồi. Tôi mới bỏ cách đây 30 phút. Ai? Ai nữa? Việc cả ngày cực nhọc. Tối về làm con gà. Chuyện này. Thằng này là chính hãng rồi đúng không? Chính chưa đây. Chính này bốc rồi. Đen luôn. Các thanh niên này nhìn mặt già như vậy thôi nhưng mà thực sự mới sinh năm 2001 thôi các bạn. Em 2003. À, thanh niên áo trắng kia là 2003, mới 16, 17 tuổi. Ngồi nhất đây. Sạch sẽ chứ. Ăn bẩn sống lâu. Có thằng này ăn dao luôn, mà ăn kéo cái chân đứt mồm bây giờ. Đó. Rồi, để mình dựng cái máy quay đây rồi để mình vô mình cũng chung vui với bọn nó một xíu. Thôi anh ngồi xuống đấy. Đấy, tất cả anh em. Rồi, có điện thoại. Buồn. Buồn nóng thế. Hả? Ngồi đi. Hả? Nó mở chảy luôn này. Ngọt hả? Dạ. Nó hơi đen hả? Và cổng chị chạy chở ta từ cái phụ về. Thôi mẹ mày im mẹ em đi. Nói đâm rầy. Cậm mà mình nói tiếng ạ. Mà cuối cùng cha nó có đi là sao hôm nay nó lại về nhà? Thì em kêu nó về chở đây chở sớm nè. Ừ. Xé đi. Ôi, đây là kinh ca. Được rồi, là kinh ca gì em? Kinh ca ác nhá. Kinh ca ác thôi. Đây mình cho cái ảnh. Cái ảnh. Cái đó thôi. Là món cay á. Nhưng mà ngon. Ấm. Các bạn có thể thấy cái xương đùi nó này to lắm, quay nhìn nhỏ vậy thôi chứ thịt rất là nhiều. Bởi bên này chỗ ăn cơm thế này mấy giờ đi ăn trộm không chắc biết chiếc bàn tay hả? Rồi cái thịt của nó này đã ghê ba các bạn. Anh ạ, nên khi nào em đi bộ đội rồi quay đăng đi anh. Anh đăng luôn. Mà mai chỉnh sửa xong rồi bắt đầu là đồng chuyển lên mày đi vô rồi thôi. Chiều mai mới đăng. Tặng cho em. Má có con gà mình nướng từ lúc 11 rưỡi ha. 11 giờ, 11 giờ. 11 giờ mà bây giờ là tới 12 rưỡi, một tiếng đồng hồ. Anh em mình thức khuya thì quen rồi. Thì công việc đây phải phụ thuộc vào khách nên là cái giờ ngủ là nó thất thường lắm. Đa số là ngủ muộn. Giống như thịt cá vậy. Thịt gà Alaska đấy các bạn. Cái này nào ướp đây? Em lấy đồ đâu ướp hay mà? Em mua. Mua nước ngoài hả?
Yeah. Mua lỗ ướp có sẵn gì? Được bắt gà ra là vẫn là rồi lần mấy đứa bắt đầu đừng nhét con cống nha. Mổ bắt đầu bao giờ không ai tức vẫn nghe cận này ra lộ cái hâm mới được. Ừ. Không dẫn đến tiện tái lại cái tay hơn lấy cái lạnh. Con mì vô. Con mì là tập điều chỉnh hả? Con thảo vô rồi. Hả? Con thảo con tra rồi. Con thảo thì con chiều vừa nãy nó nói nó ở lại đó. Cái rủ cái sẵn đó. Cùng. Chấm mà nãy là chỉ. Bọn sống thật. Sống mà. Chịu nhớ. Nào con trai. Đúng không? Anh mà điện. Đây. Điện. Gọi là không có ăn gà công nghiệp sao không ta? Không, ừ, đây gà nuôi. Tạ. Mấy đứa nó rất là thương mình. Nhất cổ cánh, nhì nhất đầu cánh. Đâu. Nhất phục câu. Nhất phục câu, nhì đầu cánh. Ui, xin lỗi. Mình sẽ chơi full luôn. Nó sạch luôn. Mà con đi hơn cái mấy cái lông mà lông. Em mình được thử bằng lòng nước chảo cái nước chảo được nó thịt đây đã má bà chửi ra mà nó như thế quay tức rất đẹp đây. Thôi hôm nay này mình cũng đã ăn như vậy được rồi. Nên là làm một cái video này mình đăng lên kênh để mà làm kỷ niệm em Sâm. Sau này đi nghĩa vụ về là mình sẽ mở lại để mà cho em nó coi mới thấy thời gian nó trôi nhanh như thế nào. Nào em Sâm về làm 4 con gà ra cho anh em nhậu. Cũng như lời hứa của em nó là đúng 2 năm sau đi nghĩa vụ về cũng tại địa điểm này nhưng sẽ làm tới 4 con gà. Anh sợ chứ, đã nói sợ à? Hả? Sợ sao phải xóa? Để nó chứ làm bằng chứng chứ. Thôi cảm ơn mọi người đã xem video, coi như video này mình tặng cho em Sâm. Bây giờ hôm nay là ngày qua ngày mới rồi. Ngày 8 tháng 2 năm 2020. Đúng 2 năm sau ngày 8 tháng 2 năm 2022. Gặp lại em đó. Chào là các em. Chào lại gặp được em anh. Thì lúc đó phải sắp xếp về thăm nhà một ngày anh em mình gặp chứ. Đâu về luôn nữa chứ. Đó thì về luôn. Đó, về luôn trước Tết mà. Ừ. Tạm biệt anh em nhá.